móc cái tí lửa, gì á. vâng vâng móc tí á. Thì đầu do á, khi mình xài một thời gian hoặc là quá trình người ta rớt hoặc va chạm thì nó sẽ có trường hợp là cái lớp cao su đây nó bị bong tróc ra, nó không tróc ra hoàn toàn mà nó gọi là nó không sát với cái lớp chính tự phía trong. Yeah. Thì nó phồng lên, gọi là hiện tượng bờ, gọi là hở khí. Thì cách phát hiện cái trường hợp hở khí á, một là mình nhìn đầu dò á, là mình cũng phát hiện ra là nó là hở khí rồi, nó phồng lên. Còn sau đó là mình cũng phải chẩn đoán thử là trong cái chỗ hở khí đó nó có bị hư chính tự không, thì phải đưa lên, phải soi, phải ấn. Thì khi mình làm á thì mình ấn vô cái chỗ móc khí á mà vẫn thấy hình ảnh nó hiện lên thì có nghĩa là nó bị hở. Yeah. Bị hở khí. Còn yeah, nếu mà mình ấn hết sức luôn mà cái chỗ cái phần về tối vẫn nằm màn hình thì nó là chết chính tự. Yeah. Thì chết chính tự á thì thường chính tự người ta chia thành từng lớp tùy theo từng hãng. Ví dụ như người ta miếng qua đây xong người ta ráp thêm miếng nữa, thì ví dụ như nó chết chính tự ở đây thì mình phải thay nguyên cả cái cụm này. Yeah. Trong một cái đầu dò này á, theo tùy theo công nghệ á, là từ 158 đến 256 chính tự trong khu vực này. Nhưng nhiều người họ cứ nghĩ 158 chứng tử chết thằng nào thay thằng đó, không có, chết thằng nào thay nguyên cái cụm đó. Nghĩa là 158 là nó chết một cái thì mình phải thay lần, ví dụ như cái này chi ba phải không, mình phải thay 1/3 không đó, rồi mình thay 50+ con chứng tử một lần, chứ không có chuyện là bao nhiêu chứng tử chết thì thay bấy nhiêu, không có. Nói chung với lại thường là người ta mà đã hư chứng tử người ta lột ra người ta làm lại hết là tính công lần luôn, thường là thế. Chứ còn công ty hiện tại, công ty ở đây không đủ khả năng để thay chứng tử, với lại mình cũng có các hãng khác hỗ trợ nên mình cũng không cần phải thay, đưa về chính hãng. Thì lỗi với đầu dò thì giữ như đó. Còn các trường hợp ví dụ như không nhận đầu dò thì thường là do bo đầu dò. Thì trong đây có nhiều bo lắm, nói giờ cũng dài dòng. Thì cái bo đầu dò mà nó không nhận á, mình kiểm tra lại kết nối dưới đây, nếu mà kiểm tra rồi mình tháo đầu nào nó cũng không nhận, mình tháo chỗ khác đầu nó cũng không nhận thì do bo. Còn nếu mà gắn cái đầu khác vô nhận thì nó hư cái kết nối này. Nói chung là nhiều kêu gọi mà loại trừ á, cũng giống như bác sĩ vậy, họ phải khám và loại trừ và khoanh vùng. Thì về kinh nghiệm của bản thân thì cũng khoanh vùng được nhiêu đó thôi. Còn trong trường hợp mà nhận đầu dò rồi gì ok hết mà không nhận tín hiệu trên đây là chết bo cao áp. Cái bo cao áp là cái bo mà cung cấp điện nguồn cho đầu dò. Đầu dò đây nó có một cái nguồn cao áp riêng cho nó. Nếu mà cái bo cao áp nó có vấn đề bị hư, bị cháy hay là bị chập gì đó thì khi vào đây cái màn hình nó vẫn còn, nhưng mình đưa mọi người không có cái gì hết, vẫn nhận đầu dò đàng hoàng, vẫn nhận chương trình. Nhưng khi đưa vô khám không thấy cái gì, chết bo cao áp. Còn không nhận thì chỉ có loại trừ thôi. Ví dụ như mình thấy nó mất kết nối thì mình kiểm tra từ trên xuống. Đầu tiên là kiểm tra đầu dò, sau đó là kiểm tra các lỗ. Các lỗ mà cũng không được luôn, không lỗ nào nhận thì rồi ok, thay bo. Cái bo đầu dò tính ra là sao đây? Bo ngoài cùng hay chỉ cần tháo cái phía này lôi một phát là nó ra một đống. Cái bộ bo của thằng máy này nó rất là gọn nhẹ. Thằng này là bộ bo của nó là cỡ bao nhiêu ha? Cỡ 40x40 thôi. 40x40. Nó để trong một cái hộp. Tổng cộng đó là cái máy này là 4 bo. Thì nó để trong một cái hộp bằng sắt. Trong máy như vậy thôi chứ trong nó cũng sắt nó hàng lại với nhau không, nhìn nó cũng không có đẹp lắm, ở trong đó. Gì nữa, cái gì nói về cái này nữa. Thằng này như đó thôi, thì tính ra là gọi nó cơ bản.